bao người mẹ khác thì niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mình là được chào đón con yêu. Giai đoạn này thì mình thấy trên vùng bụng của mình có rất nhiều vết dạn, những vết dạn rất xấu, da thâm đen và đặc biệt là rất nhăn nheo và chảy xệ. Lúc đó thì đã dẫn đến cho mình một cái tâm lý là rất là mặc cảm và tự ti về ngoại hình của mình, đặc biệt là trước chồng và trước những người thân trong gia đình mình. Sau đó là không biết là còn ảnh hưởng đến công việc, khi mình ra ngoài xã hội mình không cảm thấy tự tin về bản thân mình nữa. Và lúc đấy mình cũng nghĩ là không biết sau này khi mình sinh đứa thứ hai thì cái vết dạn nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đến mức độ như thế nào. Suốt quá trình mang bầu mình đã tăng lên đến 20 cân và bắt đầu từ tháng thứ 6 thì đã xuất hiện những vết dạn da. Thậm chí là theo thời gian những vết dạn da đấy càng xuất hiện nhiều hơn, da trở nên thâm hơn và những vết dạn to hơn. Thực sự giai đoạn rất khủng hoảng bởi vì là không ngờ là vết dạn của mình nó lại nhiều đến mức như vậy. Trong lúc đó thì vết dạn nó gây ra cho mình rất nhiều khó chịu, ví dụ như là những lúc mình ngứa này và những lúc mình rát mà không thể nào gãi được. Những lúc mình đi khám thai thì bác sĩ và những cái bà bầu gần đấy đều lúc nào cũng nhìn vào bụng mình và những vết dạn của mình, mình cảm thấy rất là, lúc đấy mình thấy rất là buồn và rất là tự ti. Sau khi sinh được 3 tháng thì mình quyết định là phải thay đổi, phải dành thời gian để chăm sóc bản thân mình hơn và có nhờ người nhà ra hiệu thuốc để mua sản phẩm trị dạn da. Lúc đó thì đã được nhân viên nhà thuốc tư vấn sử dụng sản phẩm Babolica. Khi người nhà mang sản phẩm về thì mình bắt đầu xử sản phẩm trên da tay của mình để xem phản ứng của sản phẩm như thế nào. Thì sau khi không thấy phản ứng gì, mình yên tâm sử dụng trong vùng bụng. Trong tuần đầu tiên thì mình bôi một lần trên một ngày vào buổi tối. Mình cảm thấy là sau một tuần da bụng của mình đã căng lên rất nhiều. Lúc này thì tâm trạng cũng vui hơn một chút. Mình yên tâm sử dụng sản phẩm 2 lần trên một ngày vào buổi sáng và buổi tối trong tháng tiếp theo. Sau một tháng thì mình thấy da bụng mình căng lên nhiều hơn nữa và da mịn hơn nữa. Đặc biệt là những vết dạn nó có dấu hiệu mờ dần và đều màu đối với những vùng bụng xung quanh. Lúc này thì mình thực sự là rất hài lòng với sản phẩm và cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Thấy sản phẩm có hiệu quả thì mình đã tiếp tục ra hiệu thuốc và mua sản phẩm về để sử dụng. Sau 3 tháng thì mình cảm thấy da bụng mình mờ hẳn các vết dạn, đặc biệt là bụng có dấu hiệu các vết dạn xe lại hơn này, rồi là bụng những vết nhăn nheo cũng bớt đi, những nếp gấp cũng không còn nữa. Khi đó thì ông xã mình khi nhìn thấy vùng bụng của mình thì cũng bất ngờ hơn hẳn và cảm thấy ngạc nhiên là không biết là trong thời gian vừa rồi vợ mình đã sử dụng và chăm sóc vùng bụng như thế nào. Lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy là mình đã thay đổi được bản thân mình một phần nào đó. Không chai sẽ da mịn màng, bộ đôi Babolica da thật căng tràn. Không nhân nhiêu, không chai sẽ da mịn màng, bộ đôi Babolica da thật căng tràn.